Sáng ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Phủ Liễn khóa 5, nhiệm ký 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân quận khóa 5, đồng thời xem xét việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Theo đó, năm 2022, phường Phú Liễn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng hóa bán lẻ, doanh thu thương mại dịch vụ lưu trú và ăn uống, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản tăng 10 năm đến 41% so với năm 2021 thu ngân sách vượt 24,72% kế hoạch năm, công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng môi trường được tăng cường, công tác giáo dục y tế dân số lao động Việt Nam, chính sách xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại được tập trung giải quyết, góp phần ổn định tình hình địa phương. Năm 2023, phương Phú Liễn đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, kỳ họp đã nghe các báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm Hoạt động của thường trực Hội đồng Nhân dân các ban Hội đồng Nhân dân phường năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy, báo cáo thực hiện dự toán tu chi ngân sách phường năm 2022, kết quả thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân phường cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Phủ Liễn biểu quyết nhất trí cho thôi đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 5 đối với ông Trần Thành Tiến, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường do chuyển công tác. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân phường Phủ Liễn khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2023, nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân phường 6 tháng đầu năm 2023.